Hello, xin chào mọi người nha, lại là em Lâm đây. Anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một cái và thả cho em Lâm một quả tim dưới cái phần bình luận bên dưới nha. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành của quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nhà đầu tư nào mở tài khoản giao dịch tham gia vào room khách hàng hãy nhớ liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành của quý anh chị nhà đầu tư. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào mà chưa có cái cách xây dựng cơ cấu lại danh mục cũng như là lựa chọn những cái cổ phiếu tốt thì có thể liên hệ với em Lâm tham gia vào cái room khách hàng, mình sẽ hỗ trợ đồng hành và đi cùng với anh chị nhà đầu tư nha. Ok, thì hôm nay là cuối tuần anh chị, thì mình làm cho anh chị một cái video. Thì theo cái tính toán của mình anh chị, cái timing của thị trường thì khả năng tầm cỡ 7 tới 10 phiên giao dịch nữa, có thể là 7 phiên giao dịch nữa anh chị, thì thị trường bắt đầu nó vào một xu hướng mới, nó đi vào một xu hướng mới, nó vượt lên một xu hướng mới. Thì đây là một trong những cái mà mình phải chú ý tới. Thì tính tới cái thời điểm này thì đâu đó là cuối tháng 11 thì Ngọc Lăng cũng đang chờ những cái gói kích thích kinh tế cũng như những cái gói hỗ trợ kinh tế về mặt cuối năm cũng như là kích thích tiêu dùng. Thì nó lại rơi vào đúng cái timing của Ichimoku anh chị. Nếu như mà Ichimoku nó vượt lên được những cái vùng mây phía trên thì bắt đầu thị trường sẽ vào uptrend trở lại. Vậy câu chuyện uptrend thì sẽ được rất nhiều người sẽ nói tới, đó là hình thành lên một xu hướng uptrend cũng như là hình thành lên một xu hướng tăng. Thì cái xu hướng uptrend, xu hướng tăng này khi nó hình thành lên đó, nó có kéo dài hay không phụ thuộc chủ yếu vào cái thị trường anh chị. Nhưng mà khi nó vượt lên đó, người phân tích kỹ thuật người ta gọi là uptrend. Hoặc là xu hướng tăng được hình thành lên trở lại, anh chị hiểu không? Khi nó vượt lên cái vòng giá đó, còn nó duy trì hoặc là nó đi lâu hay không thì mình chưa có phán đoán được. Tuy nhiên mình nói anh chị nhà đầu tư là khi nó vượt lên đó thì phân tích kỹ thuật Da Vinci người ta gọi là xu hướng tăng nha anh chị. Ok, về cái mặt ngắn hạn của thị trường thì hôm qua em cũng đã nói với chị nhà đầu tư rồi, khả năng xấu nhất trong cái nhịp điều chỉnh này có thể thị trường nó sẽ về 1080. Tuy nhiên thì cái quan trọng nhất vẫn là phiên thứ hai thứ ba. Nếu phiên thứ hai thứ ba chững lại và nó đi vượt lên được khu vực là 11 12 và 13 thì thị trường sẽ tích lũy lại trong một cái trend này nữa chị. Thị trường sẽ tích lũy lại trong một trend này để mà vượt lên cái này một lần nữa, để mà vượt lên phía trên này một lần nữa, nên thành ra là mình phải chờ cái phiên thứ hai thứ ba. Thì tối hôm qua sau cái tin đồn của VFS thì anh chị nhà đầu tư thấy là cái cổ phiếu bên kia nó chẳng có ảnh hưởng gì đến gì, cổ phiếu ở bên 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 kia nó chẳng có ảnh hưởng gì hết. Ở bên Việt Nam mình thì nó sập đổ tùm lum tùm la, nhưng mà bên kia thì nó chẳng sao anh chị. Đó là một cái góc nhìn anh chị, thấy cái tâm lý giao dịch của hai nước hoàn toàn khác nhau nha anh chị. Tâm lý giao dịch ở trong giai đoạn này nó cao, nó nhạy cảm á. Ok, thì ở đây mình sẽ lấy ra một số cái mã cổ phiếu cơ bản và một số cái mã cổ phiếu dẫn dắt của thị trường để mình phân tích cho anh chị nhà đầu tư hiểu tại sao mình nói chị nhà đầu tư là còn 7 phiên giao dịch nữa. Thì ở đây anh chị nhà đầu tư thấy một cái mã cổ phiếu đó là cổ phiếu SHS. Thì giai đoạn vừa rồi nó có một cái đợt tăng giá khá tốt, sau đó nó xây nền 2, 4, 6, 7 phiên anh chị. Nếu như cái mã cổ phiếu này tiếp tục xây nền thêm 7 phiên nữa thì bắt đầu cái giá này nó sẽ vượt lên khỏi cái vùng mây của chúng ta và bắt đầu cổ phiếu sẽ vào up trở lại. Thì người ta sẽ gọi ở giai đoạn này là cổ phiếu xu hướng tăng trở lại, đúng không anh chị? Tầm 7 phiên giao dịch nữa anh chị. Thì đây là một trong những cái mã cổ phiếu đang xây nền. Mình thấy nếu như các bạn cổ phiếu này nó có một cái đợt nhúng xuống lại ở bên dưới, ví dụ dưới 17 thì anh chị nhà đầu tư có thể là canh nhặt một ít khi nó vượt lên khỏi cái trend xu hướng này, anh chị có thể nhồi thêm. Đó là cái cách đánh nha anh chị. Thì hôm qua có một số cái mã cổ phiếu đầu tư công nó cũng tương tự như vậy anh chị, nó cũng cũng có cái trên giá như vậy, hoặc là một số cái mã cổ phiếu chứng bất động sản chứng khoán nó cũng có cái xu hướng tương tự như vậy, thì nó cũng rơi vào đó đó tầm 7 phiên giao dịch nữa. Ví dụ như ADA chẳng hạn, ADA thì bây giờ nó bám trụ ở đây, nó phải xây được cái nền giá ở đây nha anh chị, quanh khu vực tầm giá 31 này, xây dựng cái nền giá, sau đó đi ngang và tích lũy vượt lên thì bắt đầu nó sẽ vào một xu hướng mới, rơi vào đâu đó là ngày 2, 4, 6, 7 phiên giao dịch nữa anh chị. Rồi những cái mã cổ phiếu như là thép cũng tương tự vậy nha anh chị. Anh chị thấy thép thì bắt đầu nó đi lên sớm hơn, thép thì tầm cỡ 5 ngày nữa thì bắt đầu xu hướng tăng của nó hình thành anh chị. Nó sẽ hình thành lên sớm hơn những cái nhóm ngành khác tại vì nó mạnh hơn những cái nhóm ngành đó nha anh chị. Thì về cái tín hiệu cũng như về cái thông tin cũng như là tin tức thì nó đều cho chúng ta thấy được là gì anh chị, là cái giai đoạn thời gian đó, cái mốc thời gian đó nó sẽ có những cái thay đổi cũng như những cái biến đổi. Thì theo cái góc nhìn của em Lâm á, thì cái cơ hội từ đây đến cuối năm nó chỉ tập trung chủ yếu vào cuối tháng 11 này. Một cái sự bùng nổ hoặc là một cái gì đó nó sẽ tập trung chủ yếu vào cuối tháng 11 này. Nên thành ra là ngay cả Ichimoku, ngay cả tin tức, ngay cả cái tín hiệu, ngay cả cái sự phán đoán của mình thì nó sẽ rơi vào đâu đó là cuối tháng 11 tầm 7 phiên giao dịch nữa. Thì có lên được hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố này. Nó có nổ hay không, nó có vượt đỉnh hay không, nó có lên được hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố này nha anh chị. Như BDR cũng là một con mạnh, BDR phiên thứ hai tuần tới thì bắt đầu nó vào xu hướng tăng rồi nhé. BDR thì bắt đầu nó vào xu hướng tăng rồi.
thì con này chỉ cần thứ hai tuần tới mà nó tăng thêm đoạn là nó sẽ vào xu hướng tăng sớm hơn những cái mã cổ phiếu khác nha anh chị, không sớm hơn những cái mã cổ phiếu khác. Thì cái việc của chúng ta là gì anh chị, tập trung chú ý cho em tháng 11, nếu như tháng 11 mà cái tín hiệu thị trường tích cực mình nhồi thêm vô, còn nếu như tín hiệu thị trường nó chưa có tín hiệu tích cực thì mình ngưng lại và giao dịch với cái tỷ lệ hiện tại đang có ở khu vực đó. Nếu như mà dòng tiền nó đổ vào mạnh thì mình có thể sử dụng thêm những cái đòn bẩy, còn nếu như mà thị trường nó vẫn êm đềm thì thôi nha anh chị, tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm chuyển giao rất là quan trọng. Nếu như tất cả mọi thứ nó dồn vào cái giai đoạn đó, chúng ta có thể nắm bắt cái cơ hội đó để có lợi nhuận luôn trong giai đoạn sắp tới, dồn lực vào những cái giai đoạn thời điểm đó nha anh chị. Ok, chú ý tập trung vào cho em giai đoạn đó nha, rất rất là quan trọng nha anh chị. Anh chị có cái Tết vui vẻ hay không thì nó chủ yếu nó tập trung vào cái cuối tháng 11 này. Những cái nhóm ngành mạnh thì anh chị nhà đầu tư tập trung chứng khoán, thép, không đầu tư công và bất động sản như mình nha anh chị, cứ tập trung vào đó. Ngân hàng thì nếu như anh chị thích thì anh chị có thể giao dịch, nhưng nên tập trung vào những cái nhóm ngành dẫn dắt, những cái nhóm ngành có xu hướng, những cái nhóm ngành có khả năng tăng giá tốt và lợi nhuận cao, mình tập trung vào đó để mình kiếm lợi nhuận. Tại vì từ đây đến cuối năm nó không còn nhiều nữa anh chị, cố gắng tập trung cho em Lâm nha anh chị. Ok mọi người chưa, cố gắng tập trung nha, còn 7 phiên nữa thôi, nó không nhiều nữa, cố gắng tập trung, đặc biệt là nhóm thép nha anh chị, đặc biệt là nhóm thép cho em Lâm nha, phải có một mạng cổ phiếu nhóm thép. Ok, đó là góc nhìn quan điểm của mình nha anh chị, có bùng nổ được hay không, có tăng được hay không là phụ thuộc rất nhiều vào cuối tháng 11 này. Đó, những cái thông tin, những cái gói hỗ trợ, những cái gói kích thích nó sẽ ra ở cuối tháng 11, có hay không thì nó sẽ ra ở cuối tháng 11, hỗ trợ đầu tư công rồi tất cả mọi thứ. Và nếu như mà nó dồn nhập vào cái đó thì anh chị nhà đầu tư kiếm mười mấy phần trăm là bình thường nha anh chị, kiếm mười mấy phần trăm là bình thường, đó là góc nhìn quan điểm của mình. Còn nếu như nó diễn ra thì anh chị kiếm mười mấy phần trăm, rồi nếu nó không diễn ra thì mình vẫn bình thường sao hết, nhưng mà mình phải tập trung vào cái mốc thời gian, cái timing đó đối với thị trường, cố gắng dồn lực ở trong giai đoạn đó để lấy lại nha anh chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha, chúc mọi người cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ và tập trung nghiên cứu cho em vào cuối tháng 11. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người có cái vấn đề gì cần hỗ trợ tư vấn thì liên hệ ngay với em Lâm để em Lâm có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Đừng chần chừ nữa nha anh chị, tập trung tập trung tập trung và tập trung. Ok, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.